Xin chào mọi người ạ. Hôm nay em lên một mẫu váy phông dáng maxi mọi người nhé. Thường thì những cái mẫu dáng maxi là những thường cái phông dài qua gối để cho các chị mặc thích những cái form và dáng dài. Và cái mẫu em đang mặc nó là chất thun mọi người nhé. Chất thun co giãn rất là đơn giản với tông màu nâu rất là đẹp, có đính phần chữ như thế này. Mẫu này thì em có hai màu, đó là màu nâu và màu đen các chị nhé. Dáng này nó quá dễ mặc rồi, kiểu cứ hè hè là mình mặc một cái phông này, mình mặc hàng ngày rất là tiện, hoặc là mình đi chơi ấy, mình mặc muốn đơn giản thôi thì không biết mặc cái gì nó quá cầu kỳ, thì những cái váy phông này luôn là lựa chọn số 1 của những cái hàng xuân hè. Và nhất là đầu vụ như này rồi thì bắt đầu cũng về các cái mẫu phông dần rồi các chị nhé. Với cái chất liệu thun rất là mướt tay mềm như thế này thì các chị mặc nó sẽ không bị nhầu này, và nó cũng co giãn rất là thoải mái nữa, mặc qua gối nó cũng khá là lịch sự, nên là các chị mặc chân kiểu mình cũng được giấu dáng rất là tốt các chị nhé. Và cái tông màu em đang mặc đó là cái màu nâu, nâu này rất đẹp các chị nhé, màu này cực đẹp luôn. Và nó váy này thì có size S, M, L nên các chị tầm trên 60 cân vẫn mặc được cho em mọi người nhé.